Ngày hôm nay ngày 2 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ngô Bá Khá hay còn gọi là Khá Bảnh, sinh năm 1993, địa chỉ ở Phúc Tinh, Tam Sơn, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điều đáng nói, mặc dù có tiền án tiền sự, nhưng thời gian vừa qua trên mạng xã hội, Ngô Bá Khá vẫn được một bộ phận giới trẻ tung hô và xem như là thần tượng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Bá Khá cùng đồng bọn, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Riêng trong ngày 1 tháng 4 năm 2019, làm rõ các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với tổng số tiền là 96.960.000 đồng. Cùng với Ngô Bá Khá, cơ quan công an cũng có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Quang sinh năm 1987, Nguyễn Hữu Hội sinh năm 1989, Ngô Lương An sinh năm 1985 và Trịnh Hữu Quý sinh năm 1992. Các đối tượng trú tại thị xã Tử Sơn và địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Ngô Bá Khá dương tính với ma túy. Rất là nặng. Bây giờ cháu muốn được khoan hồng. Cháu có. Cháu có. Bây giờ cháu muốn được khoan hồng thì cháu biết phải làm thế nào? Nói qua thì cháu cũng nhận ra là cháu sai rồi. Nhưng mà về cuộc sống, về mai sau cháu về thì là không có những cái trường hợp như này xảy ra nữa. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết Ngô Bá Khá là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2011, đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng số 2 Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Liên tục trong các năm 2014-2016, đối tượng này bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá đã thừa nhận hành vi làm clip đưa lên mạng là phản cảm. Nhưng với những lượt xem, lượt chia sẻ của cư dân mạng, các clip đó Khá được trả phí hàng trăm triệu đồng một tháng. Và chính từ vì có những khoản tiền cấp cho đối tượng, cho nên là các đối tượng mới lại dựng lên những cái thông tin, những hình ảnh, những video không đúng sự thật để câu view công an. Thế và chúng tôi cũng qua cái việc này cũng khuyến cáo mọi người là khi mà chia sẻ, khi mà xem những cái video clip trên mạng xã hội, chúng ta phải có chắn mỏng đánh giá đây là những thông tin có tính chính xác hay không, và không có cổ suý cho những hành vi trái pháp luật, vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục và văn hóa của Việt Nam. Là cho nó là cho nhi về mẹ cháu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ các đơn vị, thậm chí là các đạo diễn mời đối tượng Khá Bảnh về giao lưu, đóng phim để kiến nghị xử lý.